Chỗ này là chỗ Tòa Thánh Tây Ninh mọi người. Đó. Ở khu này nó thờ tất cả các nhiều có nhiều là thánh là gom chung vô một cái tòa nhà này. Người ta gọi đó là Tòa Thánh Tây Ninh mọi người. Rất là rộng lớn. Mình vô tòa thánh mình không được phép mang giày dép gì vô. Mình phải bỏ giày dép ra ngoài. Trong này rất là nguy nga cổ kính luôn mọi người. Xem trần nhà nè. Vô trong đây mình phải bỏ dép ra. Ta gọi là tòa thánh nhưng mình cũng chưa hiểu sao gọi tại sao đây là gọi là tòa thánh. Đông. Chắc khu để các bậc thầy cha làm lễ mọi người. Đi hương đồng rất nhiều. Đây có thờ một mắt mọi người. Nhìn rất là cổ kính luôn mọi người. Nhìn trên trần nhà rất là cổ kính luôn nè. Xây rất là đẹp. Mình không biết cái đạo này gọi là đạo gì. Đạo mắt. Đấy. Khu thờ kính lạy mọi người. Rất đẹp mọi người ơi, trên trần nhà. Nhìn rất là cổ kính luôn.
từ đường mình đường đi đường bên kia nó qua tới đường bên đây. Đó, khách tham quan người ta cũng vô trong này đâu. Ta thờ lại, người ta tới đây ta lại Phật, ta lại cầu xin may mắn mọi người. Đây má mình và con gái mình đang đứng đây đợi. Đây rất là rộng lớn. Rất lớn. Đó, vậy là mình đã đi vô khu tòa thánh rồi nha mọi người. Ở đây nó gọi là khu Tây Ninh, gọi là khu tòa thánh Tây Ninh, gọi Tây, nhưng mà mình không biết là thờ thánh gì, không biết mọi người. Chỉ thấy có thầy một mắt thôi, nhưng mà không biết gọi là đạo gì thì mình không biết, đạo một mắt à chứ. Thôi, mình kết thúc video ở đây nhé. Nếu mọi người yêu thương gia đình mình thì hãy nhấn like cho gia đình mình và chia sẻ đăng ký nha mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Bye mọi người, bye con gái. Bye. Bye con gái sao? Nam nhà mình đi khám phá Tây Ninh mọi người.